hello 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 mọi người có khỏe không trời ơi tôi mới ngủ dậy thôi mà cái bài này bà đã lôi lên tiếp tục rồi tôi đang muốn ngồi tôi nghe chạy thôi mà ok để mình coi nghe mình sẽ sửa bài hôm qua mình sửa có một uh, một người mình sửa dùm cho một bài uh, bài viết <laughs> so let me see. Không biết là ai viết cái gì nữa. Nhưng mà từ từ mình sẽ đi over có những cái phần nào mà người ta viết rồi mà tôi đã sửa để mình đi qua từ từ các bạn các bạn nhớ nè khi mình học writing đó mọi thứ đó nếu mình chưa có biết uh, biết grammar nhiều lắm đó, mình lượm lặt từ từ khác okay? don't get panic mình đừng có bị panic khi mà mình thấy nhiều information quá ok remember nếu mà mình cứ ráng mà mình uh, nhớ, nhớ 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 cái gì mà thấy mới mình cũng muốn nhớ muốn học muốn học mà hồi nó mình không có lụm được cái gì hết trơn á okay. và các bạn nhớ là cái mà nó làm cho mình nhớ dài nhất là gì là nghe đi nghe lại cứ một cái thứ đó nghe hoài từ từ tự nhiên mình nhớ luôn. nghe okay, rồi một hồi ngày nào đó mình tưởng là của mình luôn không hay. Thì đó mình đã nhớ rồi à, còn đừng có đừng có ráng mà thắc mắc vô chi tiết quá sâu thì mình vô tình mình sẽ làm cho mình vướng vào một cái bẫy gọi là cái maze đó, các bạn. Cái maze có nghĩa là mình không đủ khả năng để mình leo ra à, um, giống như là trong phim tàu mà khi mình coi mấy cái người mà muốn mà quánh lộn cho thật là hay đến tầng công thứ chín gì đó luyện dữ bị tàu quả nhập ma thì mình học trong cái lúc mình học cũng vậy nếu mà mình cứ ráng bỏ information nhiều quá đi à cái gì mình cũng hỏi 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 mà hồi nữa tự nhiên mình bị lộn cái này qua cái kia xong rồi mình không biết cách giải thích rồi mình không... mình thấy nó khó quá Ok? Mình lấy mọi thứ từ rất là căn bản Ok? Về Writing á cái quan trọng nhất là mình phải hiểu được những cái basic parts, ok? Mà tiếng Mỹ nó gọi là cái part of... part hoặc là parts tại nhiều part thì nó kêu là parts of speech. Speech là lời nói của mình, ok? Speech là những cái words nó gọi là speech. Part là một bộ phận. Còn parts là nhiều bộ phận. Parts of speech là những bộ phận của một cái lời nói. Thì nó gọi là parts of speech. Thì uh, khi mình muốn viết, tất nhiên mình phải biết độ uh, mỗi cái thứ độ bộ phận linh tinh của một cái câu nó ra làm sao thì mình mới viết được còn không thôi thì làm sao mình biết được đúng không? À, vậy là điều quan trọng nhất là gì? quan trọng nhất là mình phải nhận biết được đâu là noun, đâu là verb, từ gì là adjective, từ gì là adverb, từ gì là preposition, mình phải phân biệt ra được như vậy. giống như ngày hôm qua happy có chỉ cho các bạn một cái từ là từ patient đúng không? từ patient này nếu mà mình coi nó là cái nghĩa là kiên nhẫn thì mình mới biết cái chữ patient này nó là một adjective đúng không? Nó là một adjective nó có nghĩa là kiên nhẫn nhưng khi nó là một noun nó có nghĩa là một bệnh nhân à, nó tê, nó có nghĩa là một bệnh nhân chứ nó không còn là kiên nhẫn nữa à, vậy thì bạn phải biết cái part of speech của nó là gì trong cái câu của mình à, để mình xài cho đúng nghĩa ông thôi mình tự nhiên mình muốn nói cái này mà người ta lại hiểu ra cái khác là chết mình đúng không à, rất là à, rất là kỳ phải không một người mình muốn nói một người không có đủ kiên nhẫn mà cuối cùng nó ra là cái người đó không có đủ bệnh nhân <laughs> thì có phải là chết quớt ông bà con rất là chết quớt quá không cho nên là mình cần cái đó là cái quan trọng nhất cho nên khi bạn đọc bất kỳ ok uh... KEEP PATIENT uh, có có nghĩa là kiên nhẫn được không? Được. KEEP PATIENT đó thì cái đó nó phải đi sâu vào cái văn phạm có nghĩa là có những cái adjective nó đi sâu cái uh, động từ được. Thí dụ như là IT LOOKS GOOD Đó. Thấy không? Mà thấy cái động từ gọi là LOOKS xong Và cái nữa là GOOD. OK? GOOD. Thì cái GOOD này nó là gì? Đó là một adjective, nó đi sau một cái động từ đó, thấy không? Đâu có nhất thiết là phải là một danh từ hay là một uh, adverb đâu. Cái đó là những cái trường hợp mà mình từ từ mình mình học xong rồi cái mình mới thấy, Ồ, oh, trong trường hợp này mình nói được như vậy, trong hình kia mình không được nói như vậy. Ok? Rồi, uh, uh, be patient. Mình nói là be patient. Uh, rồi, còn cái chữ... Uh, uh, bây giờ mình trở lại nha. Vậy thì mình phải biết những cái bộ phận của một cái câu. Cho nên khi là mình học uh, một cái quyển sách, kỳ một quyển sách grammar đó, các bạn thấy là điều đầu tiên người ta sẽ dạy cho bạn là những cái parts of speech. Lúc nào cũng vậy hết. Bởi vì người ta nói là build nhà đó, xây một căn nhà, chúng ta phải xây từ cái nền tảng chúng ta xây lên. Nó có tầng 1, rồi nó mới đi đến tầng 2, rồi tầng 3, tầng 4, tầng 5. Không ai mà xây nhà trên cát cả. Right. bởi vì xây nhà trên cát thì nó không có tầng một cát nó chảy mà cho nên nó không có cố định lại một chỗ à. cho nên là chúng ta phải build ở trên một cái foundation vững chắc rồi từ đó nhà xây nhà phải làm móng làm móng rồi chúng ta mới build build build, build lên từ từ Vậy cái móng nó cần gì cái móng nó cần phải có xi măng cát gạch đúng không nước rồi người xây người xây là cái người đang chỉ cho các bạn đó còn các gạch nước đá đó chính là cái ốc của bạn đó khác rồi sau đó từ cái ốc của bạn nó chính là bộ là tiền đó mua mua kiến thức okay, mua kiến thức từ người khác cái kiến thức của người khác nó mới làm gạch làm xi măng và làm cát cho bạn để bạn xây cái căn nhà right. rồi vậy thì mọi người trong đây sẽ à, biết chắc là mọi người đa số ai cũng biết những cái parts of speech của tiếng Anh rồi đúng không? Uh, khi xin là nói về noun biết cái noun là cái gì nó dùng để làm sao adjective nó là cái gì nó dùng để làm sao adverb nó là cái gì nó dùng để làm sao những ai mà muốn review lại những cái parts of speech này á, xin là believe là I went through okay all of these part of, uh, parts of speech okay à, uh, và xin lời à, như trên forum mà các vẫn giữ lại tất cả những bài học về những cái part of speech này ok nếu ai có thời gian mà muốn review lại thì chạy vô cái forum đó đọc lại ở trong đó xin lời à, viết bằng tiếng Anh và có phần dịch bằng tiếng Việt luôn ok uhm, nó cứ đi song hành như vậy đó ha tiếng Anh rồi tiếng Việt tiếng Anh rồi tiếng Việt mình có thể tham khảo và mình coi như vậy. Alright. Rồi từ đó trở đi mình mới học từ những cái cấu trúc câu đơn giản Rồi từ từ nó mới tiến lên những cái cấu trúc câu phức tạp Thì mình viết những cái câu đơn giản cho nó chắc ăn cái đã đi Ok Ví dụ những, những câu đơn giản là gì? Những câu đơn giản là chỉ có một subject và một verb Đó, đó là những cái câu đơn giản I eat, I talk, I walk Ví dụ như vậy, đó là những cái câu đơn giản rồi xong rồi mình mới đi qua những câu phức tạp hơn nữa. Tôi chạy như thế nào và tôi đi như thế nào. Đó, tôi chơi như thế nào. Để bắt đầu mình mới dùng những cái gì? Mình dùng những cái adjective, mình dùng những cái adverb mình cộng vào thêm cho nó để làm cho cái câu của mình bắt đầu nó phong phú lên. Khi cái câu của mình nó hơi phong phú lên được một chút rồi, mình mới bắt đầu mình bỏ thêm uh, hành, thêm tiêu, thêm tỏi, thêm ớt cho nó có mùi hương tỏa ra, các okay? cái đó là khi mình bắt đầu mình học về preposition mình bỏ nó vào trong đó, uh, mình uh, mình bỏ những cái phrases vào trong đó, uh, mình bỏ modifiers vào trong đó, mình bỏ những cái uh, relative uh, clause vào trong đó để cho nó nó phức tạp lên nhưng mà phức tạp nó đồng nghĩa với lại là more information ở trong cái câu nói của mình Alright. rồi vậy thì rồi bắt đầu khi mình mình học được những cái đó rồi bắt đầu mình mới chú trọng vào cấu trúc câu gọi là sentence structure của người Mỹ hoặc người Anh ok bây giờ học theo CN thì most likely các bạn sẽ học theo tiếng của người Mỹ ok bởi vì tiếng của người Mỹ và tiếng của người Anh đó, đôi khi cái structure, cái sentence structure của họ hơi khác biệt. Họ không có giống nhau lắm. Ok. Cái core đó, cái basic đó thì nó vẫn giống nhau. Nhưng mà có những cái lối hành văn của người Mỹ nó khác với cái lối hành văn của người Anh. Ok. Um, thì uh, người Anh thì họ tends họ tend to uh, to be more forgiving. Ok. Họ phóng khoáng hơn. À, họ không có cứng nhắc lắm về văn phạm giống như, à, như người Mỹ á. họ họ phóng khoáng hơn là người Anh. <laughs> Cho nên là người Anh lúc nào họ cũng vỗ ngực là là tiếng Anh là tiếng của họ rồi từ đó rồi mới mới đẻ ra tiếng Mỹ. Đó. Nhưng mà các bạn biết là hộ phụ lúc nào cũng sanh hộ tử hết. Okay? Cho nên là tiếng Mỹ theo xin thấy nó hay hơn tiếng Anh. <laughs> ok <All right. cười> um, uh, rồi rồi bắt đầu mình sẽ thấy um, mình 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 thấy mình để ý coi cái câu của người ta, người bản xứ người ta thường người ta sẽ nói như thế nào. Rồi, rồi mình so với lại cái câu của mình khi mình dịch từ tiếng Việt qua bên tiếng Anh, rồi mình ngó thì cái ủa sao người bản xứ người ta nói như vậy, mình nói như vậy. À, mình để ý. Và khi mình thấy lặp đi lặp lại những cái mistake mà mình thấy là mình nói hơi khác với người bản xứ thì mình để ý cái kiểu nói của người bản xứ. Ok. Ồ họ nói như vậy có nghĩa là như vậy. Chứ không có nghĩa là từng cái chữ ở trong đó nó ra. Ok. Bởi vì người bản xứ người ta hay nói một cái câu mà nó đi theo mấy cái idiom mà các bạn. Nếu bạn dịch ra từng 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 cái chữ trong đó chả có nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà khi người ta nói như vậy thì nó có một nguyên cái ý nghĩa của người ta. Thấy không? Rồi bây giờ xin nào lấy ra À, giống như mọi instructors nằm ở trong đây nếu mà ví dụ xin là chỉ cho bạn, các bạn có dịp các bạn mang lôi lại những cái bài này ra ôn cùng các bạn dạy cùng các bạn khác các bạn mới à, không ai biết đó thì uh, mình uh, mình để ý những cái 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 vấn đề này ha coi coi nó có uh, những cái chỗ nào xin là point out ra đó, take note lại xong rồi uh, xong rồi mai mốt mình giải thích được à, dễ hơn à, Cái à, tất nhiên là khi nào mà tự nhiên có những người hỏi những cái câu hỏi cắt cớ mà bạn không biết á, thì bạn hạ hồi phân giải mình không cần phải biết hết để mình giải thích cho người ta bởi vì có những người họ nghe họ thích hỏi những câu hỏi cắt cớ rồi à, nếu như mình không có khả năng để mình giải thích thì mình nói là ok đợi mình tìm hiểu mai mốt mình sẽ giải thích với bạn sao okay? à, chứ mình không cần phải giải thích nếu mình không biết thì đừng giải thích bởi vì mất công mình giải thích mình bị giải thích tầm bậy bạ sao ok rồi khi bạn leo lên trên trên cái forum này á bạn lôi bài của bất cứ một người nào ra đó à, thì mình cứ lôi ra rồi mình làm thôi mình không cần phải mention là bài này của ai bài này của người nào người nào hết ha mình cứ lôi ra giống như là một cái gì đó mình lụm được ở trên internet mình lôi ra ngoài rồi mình chia mổ xẻ nó ra rồi mình làm vậy thôi alright So, cái người này họ viết như thế này ha Họ có một cái bài văn họ viết như thế này Bây giờ để cho mọi người cùng coi cái bài này ha Coi tới có post được không cái đã uh, Link cho copy happy nó có uh, hình như là uh, uh, ai có để có cái happy đâu Ồ cái hát đây nè here cái cái link đây ha Rồi, Tôi xin uh, post cái này lên cho mọi người coi. Cái bạn này đó, bạn viết uh, một cái đoạn văn rất là ngắn á, uh, và nó có đầy đủ một cái introduction, một cái body và một cái um, uh, concluding sentence. Okay. một bài văn nó không nhất thiết phải là chàng gian đại hải ha, một bài văn nó có thể là nó ngắn ngắn như vậy đó. À, nhưng mà nó vẫn có cái cấu trúc của một bài văn lớn. Có nghĩa là nó cũng có phần mở đầu, phần thân bài và phần kết thúc. Đã dạ, đưa lên lên rồi, đưa rồi. Rồi các bạn thấy không ha? Okay. Do you get along with your boss? That is a very interesting question. I like to talk about working environment. Normally, we spend 8 to 12 hours per day for our work. It means most of our time is paid for work. We can say we are living and working with our boss and our co-workers. What thing will happen? If we do not get along with them, I think our life will be terrible. For me, I always try to build a good relationship in my work. It helped me work. I absolutely work better in that situation. Sometimes I get I may get difficult in my work. I can share that with my boss and he will help me solve these problems. In organization. Every people need to work in team and help together in work. That is reason we need to get along together. Okay? They look at my van cái passage của bạn này viết kém okay? thì chúng ta sẽ cùng mổ sẽ coi cái cái đoạn văn này nó có những điểm gì cần phải được uh, improve uh, những cái điểm gì uh, cần phải sửa lại những cái điểm gì mà họ nói uh, không có giống như người bản xứ người ta nói uh, hoặc là viết um, những cái điểm gì mà nó sao giống như là người ta translated directly from Vietnamese to English Ok Mình sẽ mổ sẽ nó ra và mình coi nó như thế nào Ok Rồi bây giờ mình sẽ đi từ cái câu đầu Cho đến uh, phần cuối cùng Rồi sau đó bạn có những câu hỏi gì Thì bạn có thể hỏi Ok uh, Và chúng ta sẽ sửa together Khi các bạn sửa xong rồi Sina sẽ cho các bạn cái input của Sina Là sửa như thế này có được không Sửa như thế kia có được không khi chúng ta nói đến writing, nó không có một nó không có một đường để mà right các bạn mình có thể right rất nhiều cách nhưng mà khi mình nhìn vào cái cách right mình sẽ có biết là ồ oh, cái cách right này nó có bình thường hay không nó có hơi khác biệt hay không cái này thì phải cần cái người mà người ta hay nói tiếng anh người ta mới biết được còn mình mới thì mình không thể nào mới có cái cảm nhận như vậy được khi các bạn có cảm nhận là khi bạn đã nghe nhiều thì bạn sẽ có cảm nhận ok rồi, vậy thì ở trong đây đó, nếu mà bạn đọc thì bạn thấy cái phần mở đầu đó chính là Do you get along with your boss? Đó chính là cái điều mà người ta focus, người ta muốn nói ở trong cái đoạn văn này. Ok? Và mình nhớ cái đó là cái chủ đề khi bạn viết văn á, văn Mỹ và văn Việt Nam nó khác nhau, nó không có giống nhau. Ok? Văn Mỹ khi họ nói một đề tài, họ có khuynh hướng là họ nói thẳng vào cái đề tài đó văn việt nam họ có khuynh hướng nói dòng nói do nói qua nói lại chẳng qua nói thật à nói nói nó nói một hồi rồi mới nói đến cái điều mình muốn nói chứ không bao giờ người việt nam lại đi gặp mặt một cái là ê có tiền không à, đưa đây trả tao đây thấy không Người Việt Nam là phải vô oh, mời đi ăn, đi uống cà phê Rồi hỏi oh, dạo này sao rồi Trời tôi kẹt quá à. Chị nhớ không tôi cho chị mượn mấy trăm ngàn hồi xưa đó Chị nhớ không? bây giờ tôi kẹt quá Chị ơi thật ra tôi cũng không muốn đòi lại đâu Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh nảy đưa vậy Đó, đó. À, cho nên chị có tiền không trả lại cho tôi đi à, Người Mỹ thì kêu Ồ làm ơn trả tiền cho tôi đi à, Hôm bữa tôi cho mượn bao nhiêu đó. Là người ta đòi lại liền ngay tập tức như vậy khác okay? rồi um, rồi vậy thì ở trong cái câu này cái câu mở đầu lên đó, đó chính là cái 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 điều mà cái người này muốn viết về do you get along with your boss các bạn thấy cái câu này có cái gì sai không bạn to get along with someone là có uh, là giống như là mình có uh, hòa đồng với lại người ta không đó, okay. ok câu này theo sina nó không có gì sai về mặt văn phạm cả. Do you get along? To get along nó là một cái uh, phrase, một cái uh, gọi là cái idiom hả? Huh? To get along, nó có nghĩa là, um, to cooperate, okay? Uh to um, to um, you know, agree with one another or to each other, okay? Alright, that is a very interesting question. No problem. Mm. Xin nào thấy có something wrong đó. It is. có người muốn sửa làm thành It is a very interesting question. Đã cho ngắn lại không ngắn lại với dài ra thì nó cũng vậy thôi bạn viết văn người ta tends to viết nó dài ra người ta uh, tends người ta không có viết uh, tắt nhiều nha bạn nhé thường là viết thẳng ra luôn chứ không có viết tắt it is um, ok bây giờ xin nào thấy cái câu này dùng chữ that là bị sai ok thường nếu mà bạn viết thì bạn sẽ viết là this chứ bạn không nói là that Do you get along with your boss? Bạn sẽ nói là This is a very interesting question. Chứ mình không nói là That is a very interesting question. Okay? Mình sẽ nói là This. Alright? Um, rồi, coi như là cái câu đó chỉ cần sửa một chút xíu ở ngay chỗ đó thôi ha. Rồi, bây giờ bạn nghĩ về hai cái câu này để chúng ta bắt đầu một cái bài văn. Bạn có một cách nào để bạn viết cho nó hay hơn mà mình giữ nghĩa của hai cái câu này không? Để nó vẫn giữ hai cái ý chính nha. Ý chính là bạn có get along with your boss không? Thứ hai nữa, cái câu hỏi này nó rất là interesting. Bạn có cái cách nào để viết lại hai câu này theo y chang cái ý như vậy mà làm sao cho nó giống như là một cái introduction hơn không? ai ai sửa thì sửa theo cái version của mình đi xong rồi đừng đừng có nói nói như vậy khó hiểu lắm bạn sửa lại xong bạn post lên bạn copy nó lại xong rồi bạn muốn sửa chỗ nào bạn sửa rồi bạn post nó lên rồi lúc đó xin là sẽ cho các bạn cái input đấy okay. bỏ cái input vào trong đó cho bạn coi bạn nhớ bạn phải viết hai câu nha hai câu này phải đi với nhau bạn có thể combine nó hoặc bạn có thể viết lại bằng một cái quê mà mình nghĩ là nó sẽ ra đẹp ra cuốn hút hơn, thí dụ như vậy. Rồi bạn Maya viết nha. "To get along with your boss. It's a very interesting question." Rồi, vấn đề của Maya là to get along with your boss nó không phải là question, cho nên không thể nào mà nói là "It's a very interesting question" được. <laughs> Ok, so mày uh, tiếp tục viết lại nhé. A question is very interesting is that do you get along with your boss? Ok. A question is very interesting. Mình sẽ không nói là a question is very interesting. Mình sẽ nói là a very interesting question is do you get along with your boss? Ok. Rồi, vậy bạn có một cái basic. Khi bạn sửa như vậy thì bạn đã có một cái basic hơi hơi rồi đó. Ok nhưng mà uh, tiếp tục chúng ta sẽ improve tiếp nha. To get along with the boss, okay, means is a it's very interesting question. rồi hey. to get along, bạn mắc cái lỗi y chang Maya ha. Nó không phải là một question. To get along with the boss, nó không phải là question. Rồi, mirror nè. Do you get along with your boss? À, phải có dấu hỏi. Tại nó là question đúng không? It's a very interesting question. Ok. Good. Ok. Đà, đây cũng là một cái cách combine hai cái câu này lại thành một cái câu. There is a, there is a very interesting question that... Um, cái, cái chữ that này nó hơi kỳ kỳ ha. There is a very interesting question mình sẽ nói là um, mình có thể nói là um, there is a very interesting question do you get along with your boss rồi bạn phải cộng thêm một cái gì đó nó hơi bị missing một cái gì trong đó ha cái nghĩa của nó không được complete how to get along with your boss this is a very interesting question Ok, cái đó là của um, của uh, EET. Ok. EET đã đổi cái nghĩa của người ta mất tiêu rồi khi mà EET nói là how to get along. Khi mà xin nào đọc mà how to get along xin sẽ expect là oh, cái người này sẽ chỉ cho mình cái cách làm sao để get along with the boss. Nhưng cái câu original của người ta là hỏi là bạn có hòa thuận hòa uh, có có get along với lại boss của bạn hay không? Chứ nó không có chỉ cho mình cái cách Nó chỉ hỏi cái con người của mình nó có hay là không Khi bạn đặt như vậy là bạn đã đổi ý nghĩa của người ta không? Okay. Rồi. Bạn để ý những cái cái mà xin là nói cho bạn phân tích Cái sự cái sự khác biệt trong cái ý nghĩa Để khi bạn viết văn bạn sẽ biết được cái sự khác biệt khi mình dùng từ Ok nó như thế nào coi nó nó có đúng cái ý của mình muốn nói hay không nhiều khi cái đầu của mình mình cứ nghĩ là như vậy xong mình viết ra, mình cứ nghĩ nó nghĩa là vậy nhưng mà đối với một cái người uh, bản xứ người ta đọc vô người ta lại nghĩ nó ra là cách khác. Rồi uh, keep patient. Ồ uh, cái okay, bạn Trang Frank huh? The question, do you get along with your boss? is always a very interesting question. Okay, this is a good one. Uh, uh, và nếu mà trang viết như vậy trang tránh lập đi lập lại cái question question hết huh? trang có thể nói là the question do you get along with your boss is always a very interesting one okay rồi mình mình là mình tránh mình lập đi lập lại mình chỉ lập đi lập lại khi nó thật sự cần thiết uh, trong cái trường hợp mình muốn nhấn mạnh cái gì đó thì mình lập đi lập lại được nha rồi keep patient do you know how to get along oh cái này keep patient cũng bị cái lỗi giống hồi nãy ha um, bạn my heo cho lấy tên nhìn lên my heo uh, to get along with your boss can or cannot hmm. câu này hơi kỳ tôi thời cha sanh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ tôi nghe kiểu nói can or cannot cái kiểu này ha ok uh. <laughs> Rồi, the question about getting along with your boss is a very interesting question. too repetitive huh? Have you ever asked? Asked. Ok, nếu mà have you ever thì mình sẽ hỏi là asked. ed huh? Ask yourself an interesting question like, do you get along with your boss? Okay. or have you ever considered this question, do you get along with your boss? Am I getting along with my boss? Nếu mình hỏi hỏi mà hỏi uh, am I getting with my boss hoặc là do I get along with my boss, okay? Rồi, xong hết chưa? Try hết rồi không? Rồi, xin là sẽ uh, cho các bạn một cái version của xin để các bạn compare lại cái version của các bạn. à, xin là nói chỉ chua là tại vì xin là không có muốn mang những cái cái gì nó vào trong đây mất công rồi nhiều khi mình lỡ lời mình nói những cái thứ mà mình không muốn nói nó chẳng may nó xúc phạm cho nên là nhiều khi là khi bạn lấy cái nick á bạn nên lấy một cái nick nào nó đừng có làm cho người khác phải lỡ lời ok Uh, it's always been an interesting question to me when someone asks Do you get along with your boss? Một câu hỏi mà lúc nào tôi cũng cảm thấy hứng thú với nó đó chính là bạn có hòa hợp với lại ông chủ của bạn hay không? Đây là một câu nha các bạn nó không phải là hai câu mà nó là một câu All right. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nói là do you get along with your boss, that is a very interesting question hoặc là this is a very interesting question. Hai câu từ câu đơn giản mình biến nó ra, mình làm cho nó more attractive thì mình phải cộng thêm mắm thêm muối bỏ vào trong đó. Thì bây giờ xin là sẽ biến nó thành một câu rồi và cái câu này các bạn thấy là nó sẽ nó có cái flow ở trong đó nó đi xuyên suốt và nó dừng lại. Còn cái kia thì nó giống như nó bị cắt cục, cắt cục. Mình nói rằng cái, nói rằng thêm cái nữa, ok? It's always been. Lúc nào bạn muốn nói một cái gì mà nó xảy ra liên tục và nó, nó không cần phải liên tục đâu nhưng mà nó có một cái sự lặp đi lặp lại qua thời gian, nha. Yeah. Uh, lập đi lặp lại qua thời gian thì chúng ta sẽ dùng cái uh, it's always been, ok? Ví dụ như uh, Uh, tôi lúc nào cũng là một cô gái xấu xí I've always been okay I I've I have always been đó I've always been an ugly girl okay tôi lúc nào tôi cũng là một cô gái xấu xí cả okay rồi từ đó trở đi bạn có thể nói là tôi lúc nào cũng là một cô gái đẹp cả I've always I always been a beautiful girl okay tôi lúc nào cũng tự tế cả I've always been kind, hả I, tôi lúc nào cũng kiên nhẫn cả. I've always been patient, hả? Hả? bắt đầu mình coi những cái cấu trúc như vậy, mình nằm lòng ở trong cái cấu trúc đó, mình học thuộc nó, máy móc mình viết, mình dùng nó để mình biến hóa, cái, mình biến hóa nó cũng là một câu đó nhưng mà mình đổi một chữ này, đổi chữ kia à, để mình nói những cái gì mình muốn nói. OK. Rồi, xin là giữ lại. Do you get along with your boss? Rồi, interesting question. Hai cái ý chính đó, xin là giữ lại hoàn toàn. Xin là chỉ add thêm cái gì. It's always been when someone asks. OK. Rồi, Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái uh, những cái câu kế tiếp. OK. Uh, post lại nhắc xin là cái đoạn văn hồi nãy đi. OK, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đến câu kế tiếp ha. I like to talk about working environment. Rồi, các bạn có thấy cái câu này nó bị sai cái gì không? I like a Jo No. I would like okay? I would like to talk about working environment. I like to talk. mình không thể nào mình nói I like to talk ha, mình phải nói là I would like to talk, okay? Văn viết không nên viết tắt. ở trong đây đó, yeah, văn viết mình không nên viết tắt. thường người ta sẽ nói là I would like to talk, okay? nhưng mà câu này hoàn toàn không có gì sai cả, nhá. cái này uh, xin là hỏi có có gì sai không thì nó không sai, nhưng mà nếu mình viết thẳng ra khi mình viết văn thì mình viết thẳng ra. Nhưng mà cái câu cái cái bài văn này của bạn này nó mua giống như là một cái lời tự sự, một cái gì đó mình chia sẻ hơn là một cái bài viết văn, cho nên bạn viết như vậy. Ok. Rồi về câu này hoàn toàn mình không thấy có cái vấn đề gì cả nhé. I like to talk about working environment. Rồi câu kế tiếp nha. Normally we spend 8 to 12 hours per day for our work. Rồi bạn có thấy có vấn đề gì ở trong đây không? bạn muốn thì bạn sửa lại nghe bạn, bạn copy cái câu của mình ra rồi bạn sửa lại để xin là đọc được nguyên cái câu của bạn như thế nào rồi xin là mới nói mới nói cho bạn được là đúng hay không chứ còn mà bạn cứ để uh, chữ này giữa kia rồi ai mà biết đường nào gắn là chỗ nào rồi không có đúng ý của bạn Ok normally we spend 8 to 12 hours per day in our work. Ok. Nếu bạn thấy cái câu này một là nó viết sai, hai là nó viết không có đúng lắm, ba là nó viết chưa có hay, bạn lúc nào cũng có thể viết lại hết. Bạn viết lại theo ý của mình cũng được. Mà miễn sao bạn giữ cái ý chính của người ta là được rồi. Ok. Okay. Maya Vigna. Normally we spend 8 to 12 hours per day for our work. Ok. Khi chúng ta nói về một cái gì đó nó hay xảy ra thường xuyên, nó xảy ra giống như một schedule, nó xảy ra giống như một cái lời nói bình thường in general mà mình muốn nói. Thì tất nhiên trong đây đâu có phải là diễn tả về một cái người nào đã làm những cái này đâu đúng không? Cho nên là chúng ta phải dùng thì present để chúng ta biểu diễn Uh, không, biểu hiện uh, những gì chúng ta muốn nói Biểu lộ những gì chúng ta muốn nói Mình không có dùng past tense Mình phải dùng present tense Ok So, mình kể là Normally we spend We spend Không phải là spent okay Rồi Maya nói là Normally we spend 8 to 12 hours per day for our work And then uh, đó thì kêu là Normally we spend 8 to 12 hours per day for our work. And rồi chúng ta thấy là spend, spend directly, you spend money, I spend 8 dollar on this, I spend this, this, this. Nhưng mà khổ nổi là uh, ở trong đây đó, nó có cái chữ to, từ cái gì đến cái gì ha. Huh? Uh, có nghĩa là cái, cái 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 số nó không chính xác, Thí dụ như uh, nếu như mà cái số nó không chính xác thì thường thường mình sẽ nói là uh, we spend roughly bao nhiêu đây bao nhiêu đây mình nói nó ra như vậy. Ok. Lúc nào nó cũng phải có một cái gì đó để nó diễn tả cái số này nó không chính xác. Còn khi mình có một cái số mà nó chính xác đó thì uh, mình sẽ nói là we spend 8$ on this. I spend uh dollars on this. Mình nói thẳng ra được là được như vậy. Ok. Đây, một người kế tiếp nha. Normally we spend 8 hours. Ai cũng viết như vậy hết ha. Normally we often normally we often spend 8 to 12 hours. Rồi cái người đó we often nữa ha. À, cộng vô we often. Normally we often. Uhm. Nhưng thường mình đã nói normally rồi thì không có cần often nữa. <laughs> Tại vì cái cái bản thân normally thì nó nó có nghĩa là thông thường rồi. Ok, thường thường đó. Cái chữ normally ý nghĩa của nó đã là bình thường rồi thì nó cũng giống cái chữ often vậy ha nếu mình nói vậy mình sẽ bị dư. khi uh, keep patient thì nói là I have spent, we have spent. Tại sao we have spent? Cái thì perfect ở đây nó không có thích hợp. Nha, yeah. bởi vì khi mình nói uh, một cái gì đó nó xảy ra giống một schedule thì nó không thích hợp. We normally we spend 8 8 to 12 cũng giống như vậy rồi người nick kế tiếp cũng giống như vậy happy normally we spend in our work khi mà in our work normally we spend 8 to 12 hours doing our work okay à, bạn này thì bạn um, bạn sẽ sửa lại cái chữ là a day ở trong đây giờ thấy là nó có cái chữ per và cái chữ e. Ok. Bạn thấy làm per và e nó đều là cho một cho một cái gì phải không? Actually per nó là cho một, còn e nó là một. Ví dụ như tiếng Việt chúng ta nói là bình thường một ngày chúng ta làm việc khoảng từ 8 cho đến 12 giờ cho một ngày và bình thường chúng ta làm từ 8 giờ cho đến 12 giờ một ngày nếu theo bạn bạn sẽ nói là cho một ngày hay là một ngày nếu mà, nếu mà theo bạn đó <laughs> uhm, nếu bạn thì bạn sẽ nói cho một ngày sao xin là xin là sẽ nói là một ngày thường thường một ngày chúng ta làm từ 8 cho đến 12 tiếng nếu mà xin là nói tiếng việt thì xin là sẽ nói như vậy Right. Thường thường chúng ta làm một ngày từ 8 cho đến 12 tiếng. Chứ mình không nói là thường thường chúng ta làm cho một ngày từ 8 đến 12 tiếng hoặc là thường thường chúng ta làm từ 8 cho đến 12 tiếng cho một ngày. Đấy. Right. Cái chữ per day nó 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 có một cái nghĩa hơi khác biệt với cái chữ ờ uh, một chút xíu thôi ha này uh, per nó cũng giống như là cho một cho một cái gì đó thì nó gọi là per. Ví dụ như bạn làm 10 10 đồng một giờ thì bạn sẽ nói là $10 per hour. Ok. $10 per hour. Khi chúng ta muốn nhấn mạnh từng cái unit, từng cái uh, từng cái unit là từng gì từng cái bộ phận từng một cái phần phần một á, thì chúng ta sẽ nói là per ok khi chúng ta nói in general thì người ta tends to use là like cái chữ a e nhiều hơn là cái chữ per ok vậy thì ở trong đây chúng ta sẽ cái câu này mà nếu mà chúng ta sửa để cho nó đừng có bị uh, lung tung đó thì chúng ta sẽ nói là normally we spend from 8 to 12 hours a day không có four hour mà mình sẽ nói là tại nơi công sở làm việc nhé. Tại nơi công sở làm việc mà mình không nói là four hour mình sẽ nói là at work. Ok? At work là tại cái nơi công sở của mình đó. Chứ um, thường 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 á có phải là mình ở chỗ làm của mình thì mình phải đi làm không? ở đó mình làm mà rất nhiều mình phải làm rồi nhưng mà ở đó mình làm không đâu có nghĩa lúc nào mình cũng vùi đầu vào cái công việc đâu mình phải đi tới đi lui ăn lunch, take break right chứ mình đâu có lúc nào mình cũng on spend cái time đó cho cái work của mình đâu right? ý của cái bạn này bạn muốn nói là một ngày mình phải ở đó từ mấy giờ đến mấy giờ để mình làm việc như vậy đó ok vậy thì chúng ta sẽ sẽ dùng cái chữ là at work ok tại nơi làm việc. Ở bạn keep question là uh, vậy per thì cho sản phẩm cái gì đó. Yeah, ví dụ bao nhiêu tiền cho bao nhiêu cái gì gì đó thì mình gọi là per. Ví dụ I'm gonna pay you, okay? A hundred dollar per day, okay? Tôi sẽ trả cho bạn 100 đồng một ngày. Đó. Khi mình nhấn mạnh ra là cái khoản này nó dành cho một cái ngày như thế này thì mình sẽ nói là per. Okay. Uh, nhưng mà khi họ hỏi là Ô oh, nó trả tiền cho anh bao nhiêu một ngày vậy Hey how much did he pay you a day okay. lúc đó mình sẽ dùng là a day okay. uh, Giống như mình hỏi không như vậy đó Ô oh, một ngày thường thường anh làm được bao nhiêu vậy uh, Một ngày anh làm được bao nhiêu đi ha huh. Một ngày anh làm được nhiều Hey how much do you make a day How much do you make a day? Chứ không ai nói là how much do you make per day, All right. uh, nhưng mà khi mình hỏi là, thí dụ người đó là thợ đúc gạch đi, thì mình hỏi là, ô, một ngày anh đúc được bao nhiêu uh, tấm gạch vậy? thì mình sẽ nói là, how many tiles can you make per day? à, lúc đó mình lại phải hỏi là per day, nha. Yeah. bởi vì mình muốn nói về số lượng, thì lúc đó người ta sẽ dùng cái chữ per, alright. mình cái 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 số lượng nó quan trọng. Đối với người ta người ta sẽ dùng per. Vậy đây cái cái này nó hơi khó. Nhưng mà một khi bạn thấy được những cái ví dụ mà Sina mới đưa cho bạn đó thì bạn có một cái idea để các bạn biết khi nào chúng ta dùng chữ per và khi nào chúng ta dùng chữ e để nghe cho nó tự nhiên hơn. Ok. Câu um, cái câu sửa của Sina. Sina sửa cho các bạn. Nó không Um, luật thì nó không có luật bạn cái đó nó gọi là cái observation của mình khi mà mình nhìn thấy cái kiểu dùng của người bản xứ đó ha cái đó nó gọi là cái observation chứ nó không có luật bạn ok đây là cái câu sửa ha Nhưng mà một hồi nữa các bạn sẽ thấy là Xin là không có viết cái này là một câu uh, riêng biệt Xin là sẽ đổi cái chữ normally Đằng sau cái chữ we Ok Nếu chúng ta để cái chữ normally Thì chúng ta sẽ để nhấn mạnh Normally We spend this, this and that Nhưng khi chúng ta viết văn Chúng ta muốn có cái flow nằm ở trong đó Thì chúng ta sẽ đổi cái chữ normally Sau cái subject Ok Nó không sai nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng khác nhau. Một cái là nhấn mạnh normally, một cái thì chúng ta thiên vị thiên về cái flow của cái cái sentence của mình ha. We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day. Tại vì các bạn biết sao không? Cái số này nó không có chính xác các bạn. Các bạn làm 8 đến 12 tiếng nhưng mà nhiều khi nó đâu có exact 8 tiếng hoặc là exact 12 tiếng đâu. Có khi hơn chút, có khi nhiều hơn chút, ít hơn chút Thì chúng ta sẽ dùng chữ là roughly Roughly có nghĩa là đại khái là nhiều đó đó okay. Roughly có nghĩa là đại loại, đại khái Gần gần, đúng như vậy đó okay. We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day at work okay. Chúng ta thông thường thì chúng ta spend bao nhiêu đó Rồi câu kế tiếp nha Câu kế tiếp là cái người này viết là như thế này It means most of our time is paid for work It means most of our time is paid for work Điều đó có nghĩa là hầu hết thời gian của chúng ta được trả tiền cho cái công việc Ok các bạn có thấy là cái câu này nó bị uh, về mặt ý nghĩa cũng như uh, về uh, cách viết nó có vấn đề không <laughs> nó có nghĩa sao sao ạ à? yeah. it means most of our time is is paid for the work done by us right that's what he meant okay uh, anh ta viết là Uh, điều này có nghĩa là hầu hầu như là nguyên hết cái thời gian của chúng ta được trả tiền để làm việc đó. cái cái bạn này bạn ý bạn nói là như vậy đó. Okay. nếu như bạn muốn sửa cho nó mạch lạc ra thì bạn sẽ sửa như thế nào? It means most about time is for work. Okay, most of our time is for work. Okay. Điều đó có nghĩa là hầu hết thời gian của chúng ta dành cho công việc. It means most of our time is used for work. Okay, được dùng cho công việc. It means that most of our time is spent for work. Spent nha bạn có chữ T ha. It means that most of our time is at work. Okay. Uh, most of our time is at work thì nó hơi kỳ. Mình nó mới ở work chứ cái time nó đâu có at work cái time nó ở everywhere. Nó đâu có cái time của nó cái cái out time đó. I guess, mình không có is được tại nó không có physical nó không có sự hiện diện một cách physical cái chữ cái cách nói như vậy hả it means we utilize most of our time điều này có nghĩa là chúng ta sử dụng hầu hết cái thời gian okay most of the time most of the time không có được ngang most of the time nó có nghĩa là lúc nào cũng It means most, most, almost all times. Time nó không có đếm nha bạn nha. Khi bạn nói về thông thường, bình thường thì time sẽ không có đếm. Ví dụ times mà nó đếm được là khi bạn count. Khi bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5 thì lúc đó bạn mới count được thì nó mới times. Còn time là thời gian đó, nó không có đếm. Ok. Rồi. Uh. Most of our time is spent for work, spend at work. Okay? It means that most of our time is spent at work. Okay? Rồi cái câu này là cái câu uh, I think is is better to describe this. Okay? It means that most of our time is spent at work. Vậy thì điều này có nghĩa là hầu hết cái thời gian của chúng ta được sử dụng ở nơi công sở. À cái câu này nha còn cái bạn kia chắc là bạn muốn nói như thế này nhưng mà bạn lại nói là hầu hết cái thời gian của mình được trả tiền là để ở nơi công sở ý của cái bạn này là nói như vậy đó ok bạn được trả tiền hầu hết cái thời gian của bạn là bạn phải ở cái nơi công sở này nè à. mà thì bạn vẫn muốn nói là ồ chắc đầu của bạn là thời gian mình ở nơi công sở nhiều lắm cho nên suốt ngày mình phải gặp ông Boss của mình vậy đó. Uh, cho nên là mình phải get along với ông Boss. Ý của bạn này trong đầu là như thế. Ok. Nhưng mà bạn lại viết là It means most of our time is paid for work. Ok. Thì nó làm cho rất là lũng củng và làm rất là khó cho cái người đọc để người ta hiểu cái ý của bạn này bạn muốn nói gì. Ok vậy thì bây giờ xin là muốn các bạn sửa cái câu này lại theo cái chiều hướng và cái bạn này định nói có nghĩa là hầu hết thời gian là bạn sẽ ở nơi công sở thì giờ có một người đã sửa lại như vậy rồi ha bây giờ các bạn try to combine các bạn có thể nào cộng thử các câu đầu và cái câu thứ hai để mình mang nó ra có một cái gì đó liên quan với nhau thì câu đầu là gì uh... We normally uh, spend roughly from 8 to 12 hours a day at work. Và câu thứ hai là it means that most of our time is spent at work. Hay yeah, nha, bạn 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 combine hai cái câu đó lại. Thành một câu thử coi bạn có thể nào bạn combine được nó không? bạn combine hai câu lại bạn có thể dùng fanboys hoặc là bạn có thể dùng những conjunctions um, bạn có thể dùng subordinators okay bây giờ mình uh, bây giờ mình uh, mình 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 nói đi nghĩ cách ra để nói hai cái câu này lại với nhau ha. We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day at work. Và câu thứ hai nữa là it means that most of our time is spent at work. Thì bạn thấy cái gì cũng at work, at work, at work. Bây giờ mình làm sao mình nói nó lại với nhau để mình đừng có mình đừng có lặp lại cái at work, at work này nhiều quá cho nó Nghe nó chán quá đi Hai câu, câu nào cũng at work cả Nối hai câu này lại với nhau Rồi, tài Linh thử nè We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day at work Therefore, it means Ok, à Linh biết là cái chữ therefore đó Người ta đó, thường thường người ta dùng để giải thích nguyên nhân và kết quả Ok à, Cái gì, nó dẫn đến cái gì À, thì mình mới dùng chữ therefore. Ở trong đây nó hoàn toàn nó không có cái nguyên nhân và cái kết quả, nó không có cái gì dẫn đến cái gì cả. Nó chỉ giải thích là ồ oh, cái này nó đồng nghĩa với cái kia. Okay, cái này thì nó cũng nó cũng giống giống như là cái kia vậy đó. We normally spend so much time at work about from 8 to 12. Oh, Mirror không có hiểu ý xin à nói hả? Mirror phải combine hai thứ lại với nhau Một thứ là cái bạn này muốn nói gì Bạn muốn nói là mình spend từ 8 đến 12 tiếng ở work Còn câu kia nữa là Trời ơi vậy là hầu hết là thả, thời gian của mình là bị ở công sở là Ok Thì bây giờ bạn ráng bạn incorporate hai câu này thành một câu We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day at work. Or it means that... Or it means most of our time is spent there. Yeah. Like giống như câu của gà mờ đó. Thấy uh, không? Bạn không lập lại câu at work. Và bạn dùng cái fanboy or. Thấy uh, không? Để bạn chỉ ra cái relationship, cái sự tương đồng của hai cái này. Ok. Bỏ it means or most of our time is spent there. Yeah, bỏ cái chữ means gì cũng được. Uh -huh. Rồi đây là một cái một cái gọi là biến thể do gà mờ viết. Rồi bây giờ little duck the, the most of our time mình không nói the most sao bạn ha, mình sẽ nói là most of our time. Most of our time we spend mình đang nói là in general bạn, mình không có dùng past tense ở đây nha mình nói in general hầu hết thời gian của chúng ta được sử dụng okay? hoặc là chúng ta sử dụng thời gian okay? most of our time we spend at work place mình chỉ cần nói at work thôi được rồi bạn bạn không cần nói at work place nhưng mà nếu bạn muốn nói thì cũng được á because uh, we normally spend roughly câu của bạn thì nó hơi bị lủng củng chữ because ở đây um, chữ because ở đây nó sử dụng hơi không có đúng chỗ ha. Um, bởi vì ở trong đây nó không có đưa ra cái nguyên nhân và kết quả cho nên chúng ta không có dùng cái chữ because. Chúng ta không có đưa ra cái tại sao, cái lý do tại sao cả. Mà mình chỉ đưa ra cái cái relationship của hai cái này thôi. Ok, mình mình không có đưa ra cái vì cái này cho nên nó tạo ra cái kia mình hoàn toàn không có cái vụ đó ok um, nếu mà happy mà muốn uh, try á uh, happy cũng có thể try ha huh? um, coi xong rồi try thử coi viết theo cái ý của mình coi nó làm sao ok uh, Maya này, we normally spend most of our time roughly yeah we normally most of our time there you go hey, Maya viết không we normally spend most of our time roughly from 8 to 12 hours a day at work. Ah. Happy Happily, we normally spend roughly from 8 to 12 hours a day, meaning meaning most of our time spent at work, okay? Mà vẫn phải ờ uh, nó hơi bị kỳ kỳ chút là spend 8 to 12 hours a day là cái gì? Spend làm gì? Không có. <laughs> Right? Khi người ta đọc chừng, cái gì đây? Spend roughly rồi sao nữa? Ờ, uh, người ta bị chưng hững. Ok. Um, nếu như Happy mà viết là We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day cho cái gì đó phải một cái meaning most of the time thì ok. Yeah. Rồi... Uh, Rồi đến uh, lưu tiêu. We normally spend most of our time. Okay. We normally spend most of our time roughly from 8 to 12 hours a day at work. Okay. Chỉ cần sửa our time lại thôi. Rồi đến bạn bu nè. We normally spend roughly from 8 to 12 hours. Rồi bu bu mắc cái lỗi y chang uh, happy. Huh? Ha? đến bạn uh, đến bạn Trang hả? Huh? We normally spend roughly from 8 to 12 p.m hours. <laughs> khổ quá tại sao? ấy đây em do p.m nó khổ quá. Bây giờ mình đang nói về cái tổng số lượng bạn à, mình không có nói từ mấy giờ đến mấy giờ. Bạn nhớ nghe, mình đang nói cái số giờ đó mà mình spend, mình spend at work á là khoảng bao nhiêu tiếng á. Chứ mình không có nói là từ mấy giờ đến mấy giờ. We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day. Meaning, bạn không có... Bạn bị lặp lại cái lỗi của hai cái người trước mà Sina đã nói rồi ha. Rồi bạn kia em nói, em nghĩ normally we spend roughly 8 to 12 hours at work. Therefore, got paid got paid accordingly. Bạn MJ bạn phải hiểu là mình đang muốn nói gì, mình đâu có nói thiên, mình đang không có nói về chuyện được trả tiền. Cái trọng tâm của mình là gì các bạn? Cái trọng tâm mà mình đang đang biết ở đây là cái gì? Cái cái mà mình muốn cho cái người reader biết mình viết cái gì đó. Cái trọng tâm đó là gì? là mình dành hầu hết thời gian ở nơi công sở, à, cái trọng tâm ở đó nha. Đó đúng, cái bạn này bạn viết là pay đó nhưng mà thật ra những cái đầu trong đầu óc của bạn là bạn muốn cho mọi người thấy được cái sự liên quan là trời ơi một ngày mình phải ở nơi công sở rất là lâu như vậy. Thế khi mình sửa bài, khi mình mình improve là mình phải để ý những cái khía cạnh của cái gì của cái ideas của cái flow của cái ideas của của cái sự của cái focus của những điều mình nói ok bạn nhớ nha ok vậy thì cho cái phần nhận định của sinh đó sinh cho cái comment đối với cái bạn này là như thế này bạn nói nè khi viết văn cho bất kỳ mục đích gì mình nên chú tâm vào những điều mình muốn nói và chỉ viết về nó thôi nếu không thì sẽ bị lạc đề mất câu hỏi của mình là có get along với boss của mình không nó chẳng có liên quan gì đến cái chuyện mà it means most of our time is paid for work câu này là thừa thải khi mình nói đến chuyện get along với boss hay không thì cái thời gian mình phải gặp mặt boss hoặc những người cùng sở làm rất cho nên tớ đã sửa cái câu đó và thay vào cho bạn một câu khác cũng na ná như thế chỉ thay đổi chút xíu cho phù hợp thôi ok và xin mời các bạn hãy coi xin uh, combine hai cái ý tưởng này lại và xin uh, chỉ sửa lại một chút xíu uh, nó vẫn mang cái ý nghĩa như vậy và các bạn coi nó như thế nào nhé yeah. Không, bạn này không có lạc đề, bạn này chỉ có câu thừa thải. Xin là chỉ nhắc là đừng viết nhiều câu thừa thải quá. Khi nhiều câu thừa thải xuất hiện trong bài văn của mình, bài văn của mình sẽ bị lạc đề. Ok. Rồi, right. xin là combine hai cái lại, xin là nói như thế này. We normally spend roughly from 8 to 12 hours a day at work. So it means a third of our life is dedicated is dedicated to earning a living có nghĩa là thông thường thì chúng ta sử dụng 8 cho đến 12 tiếng một ngày ở cơ sở làm vậy có nghĩa đồng thời là hết một phần ba cuộc đời của chúng ta đã dành ra để mà đi kiếm tiền rồi à, ở trong đây chúng ta mang đến là một phần ba cuộc đời của chúng ta là phải dành cho cái công chuyện này mà chúng ta muốn earn cái living thì chúng ta phải ở nơi công sở bạn thấy không đó thì nó nối lại như vậy để nó mang ra một cái tầm quan trọng của how much time we spend at work, ok? nó nó mang ra cái sự quan trọng là mình phải dành biết bao nhiêu là thời gian tại nơi công sở, cho nên cái việc mà mình get along with cái uh, cái ông bà boss của mình nó rất là quan trọng, ok? rồi các bạn biết a third ha, a third of our life là 1/3. Các bạn nhớ nha, mình không nói là one third mà mình sẽ nói là a third. Uh, tại sao không phải là to earn? Uh, dedicate to earning all. Tại vì ở đây nó không có phải là một cái động từ bạn. Ở đây earning nó là một danh từ. Ok một phần ba của cuộc đời của chúng ta được dành cho việc kiếm tiền. Chứ mình không có phải là dành một phần ba cuộc đời của chúng ta để kiếm tiền. <laughs> Đúng không bạn? Tại vì nếu mà mình nói để kiếm tiền thì mình đã bị chuyển qua bên cái cái mục đích là đi kiếm tiền rồi. Nhưng mà xin muốn đã nói ở đây là cái, cái quan trọng là cái thời gian mình dành ra cho một cái việc làm. Đó. À cho nên gì nó là việc kiếm tiền, cái việc kiếm tiền nó cũng là work các bạn. cho nên ở trong cái câu này cái earning á, cái chữ to này ở đây nó là một giới từ nha bạn nha, nó là một preposition, nó là một preposition, chứ nó không phải là to eat, to earn, nó không phải là cái to của, của to earn nha, nó là cái to này nó khác với cái to của một động từ, nó là một preposition, earning ở đây nó là một gerund và được sử dụng như là một noun chứ nó không phải là một động từ. Ok. Bạn nào viết câu đó có phải ý của bạn viết như ý của thầy hiểu không? Bạn nên nhớ khi mình mình sửa cho người ta đó, hồi nãy giờ bạn nhắc cho bạn hoài mà bạn không chịu để ý. Mình giúp người ta sửa bài là mình phải giúp cho người ta focus vô những gì họ đang viết. Chứ không phải là mình sửa bài để mình viết lại những gì họ viết sai. Bạn phải phân biệt được hai cái chữ đó nha. Mình vừa sửa cấu trúc cho người ta những cái gì người ta viết theo bài văn đúng, mình giữ lại. Những gì họ viết thừa thải, viết sai, mình giúp người ta focus nó lại. Sửa cho cái bài văn nó về một cái focus thôi. Không có được đi lang mang. Như vậy thì người ta mới nhận ra được cái lỗi sai của người ta khi người ta viết còn khi bạn muốn sửa cái câu của bạn đó thì bạn chỉ post từng câu lên thôi rồi người ta sẽ sửa cho bạn ô cái câu này bạn phải viết như vậy đúng nè câu này bạn phải viết như vậy là, là, là nó hay hơn nè nhưng mà khi sửa một bài văn nó khác với sửa một câu bạn phải phân biệt được cái đó cho nên đầu óc của bạn đừng có bị giống như keo dính keo dính chuột nó dính chắc quá đó rồi bạn không chịu bung nó ra ráng bung nó ra ok à, rồi à, bởi vậy cho nên bạn mới phải học còn nếu như bạn cảm thấy nó quá siêu đối với bạn đó từ từ mình chưa đến cái cái trình độ đó để mình hiểu à, mình skip nó đi mình skip nó bây giờ rồi mình đi ngang qua những cái câu mà trình độ nó thấp thấp hơn một chút xíu rồi mình học những câu đó alright à, Tại vì đâu có phải là ai cũng có một cái trình độ giống giống nhau để mà hiểu được hết đâu. Ok. Cho nên mình ở trong đây là mình là gọi là a mix bag đó. <laughs> a mix bag là có nghĩa là thượng vàng hạ cá mình trộn lại với nhau thì có người giỏi, người dở, có người thấp hơn chút xíu. Uhm, thì nói chung là nó dính vô người nào thì người đó sẽ hiểu. Còn người nào chưa hiểu được thì hỏi. Hỏi rồi xin là sẽ cắt nghĩa cho. Uh, mà nếu như các nghĩa nhiều quá Mà bạn vẫn chưa hiểu Có nghĩa là bạn vẫn cần Phải thêm nhiều cái basic uh, uh, Basic knowledge nữa Để bạn hiểu Ok Yeah Rồi Bạn Happy Bạn hỏi là A living Đằng sau nữa Nghĩ là gì Earn a, To earning a living Hai cái năng đều là gì Living là gì Earning là việc kiếm tiền Living là cuộc là cuộc sống A living có nghĩa là một cuộc sống Nha bạn nhé A living nó là một cuộc sống To earn a living Đây là một cái phrase nha bạn nhé To earn a living Tiền Alright Nguyên một cái phrase này đi với nhau vậy Nó có nghĩa là như vậy đó To earn a living Kiếm tiền Hey, how do you earn a living? ê mày làm sao mày kiếm tiền vậy? How do you earn a living? Kiếm tiền hay kiếm sống? Kiếm tiền để sống đó, ý là như vậy đó. Còn kiếm sống thì nhiều khi là không phải là kiếm tiền, Ok. Kiếm sống thì nó chỉ là giống như là làm gì làm có đồ ăn là được rồi thì gọi là kiếm sống. Ừ, kiếm tiền thì dùng tiền đó rồi làm cái gì đó. Thì bởi vậy cho nên nó có cái chữ là to earn a living. Nói chung là khi mình to earn a living mình làm mọi cách xoay sở làm thế nào để mình có thể tồn tại không bị chết đói thì nó gọi là to earn a living. Alright, vậy thì khi mà mình muốn biến cái động từ to earn a living này ra đó, mình đổi cái chữ to earn thành earning để nó biến thành một cái nào. Alright, biến thành một cái nào. À, bây giờ ai muốn biết cái cấu trúc câu này nhìn vào cái câu này nha I am looking forward to seeing you. À các bạn thấy cái câu này không? Câu này rất là gọi là rất là thông thường, mọi người học tiếng Anh ban đầu hay gặp cái câu này lắm. I'm looking forward to seeing you. Mà nó không là to see you. Ok. Tôi rất mong đợi được gặp lại bạn lần nữa. Even ở đây nó không có một lần nữa hoặc là gặp lần tới hay là cái gì đó Ví dụ như mình làm quen với ai ở trên mạng uh, Xong người đó kêu Oh, uh, tuần tới này tôi qua tôi thăm bạn nghe Mình nói Oh, sure, I'm looking forward to seeing you Có nghĩa là Tôi mong chờ được đến Và được gặp bạn Cái việc mà gặp bạn đó là cái việc tôi mong chờ Ok thì lúc đó cái chữ seeing you ở đây nó là một cái nào Chứ nó không có phải là một cái động từ nữa Thì trong cái câu này Sina viết ra Nó y chang là như vậy Is dedicated to, to gì? To earning a living Đó bạn thấy chưa? Nó được dành cho cái việc gì? Và dành cho cái việc kiếm sống Got it? Okay bởi vì có những cái cấu trúc câu rất là dễ như vậy mà bạn thấy nhưng mà bạn không biết áp dụng bạn thấy không bạn không biết áp dụng bây giờ xin nào viết ra như vậy thì bạn mới oh trời mình có thể dùng được như vậy vậy mà từ xưa đến giờ mình không để ý ví dụ như vậy đấy thì không hiểu đâu dám xài cho nên bây giờ học phải ráng hiểu đi chứ người ta dạy cho mình rồi thì mình phải hiểu ra rồi mình bắt đầu mình xài mà không xài thì người ta đâu có biết mình xài sai hay xài đúng cho nên mình phải xài khi bạn xài xong rồi đó, có người khác chỉ cho bạn thì lúc đó bạn mới vỡ lẽ ra là ồ tôi thường thường tôi hay xài cái này bị sai cái này bị không đúng lắm lần sau tôi để ý giống như giờ bạn cứ đi qua một đoạn đường cứ đến đó bạn vấp ổ gà ngày đầu bạn vấp ngày thứ hai bạn quên bạn vấp ổ gà tiếp nhưng Đến ngày thứ ba, thứ tư bạn sẽ hỏi, Ồ, tôi biết rồi, cái con đường này nó có nguyên cái con ổ gà ngay giữa đó Lần sau tôi đi mé mé, tôi không vấp nữa Đúng không ạ? À, đi ngày thứ ba gặp ổ khác thì mình tiếp tục mình tránh, đúng không? Bởi vậy cuộc đời nó là một cái à, à, chuỗi dài của sự thử thách Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta lướt lướt qua Vậy mình mới thành công còn cứ ngồi mà than với khóc mà khó quá về lại này nọ thì làm sao mà à, tiến thân được lúc nào cũng than với khóc thì chỉ ngồi nhà mà ôm đầu mà khóc thôi chứ đâu là làm được gì đâu right <laughs> ok rồi vậy thì trong hai cái câu này chúng ta đã thấy thì các bạn có thấy là tại sao các bạn thấy nó khó bởi vì các bạn nhìn từ một cái câu của cái bạn đó viết qua một cái câu của xin viết các bạn có thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn khác biệt hoàn toàn lớn nhất mà bạn nhận được là gì ai có thể nói cho xin nào biết một cái khác biệt mà hoàn toàn mà lớn nhất các bạn nhìn thấy đó là gì là logical là ý nghĩa là focus on the main idea bốn câu lại thành hai câu hả các bạn kia là đó bốn câu lại còn hai câu đó cách hành văn giữa mỹ và việt đó chính là cái flow các bạn các bạn thấy cái flow không cái flow của cái idea cái sự cái sự uh, uh, cái sự gì cái flow nó gọi là cái gì cái sự trôi chảy từ ý này sang ý kia hả từ ý này nó chạy sang ý kia mà nó không có một cái gì gọi là stuck stuck stuck. nó không bị dính cực lại một cái rồi đi tiếp rồi bụp cái lại đi tiếp rồi bụp cái lại đi tiếp. Đó, à, nó nó đi xuyên suốt như vậy. Ok. Và cái gì nữa? Cái word choice. Yeah, đúng rồi, cái word choice của mình nữa. Cái cách dùng từ gì nó cũng như vậy, nó cũng nói y chang như vậy. Nhưng mà khi mình dùng từ thì mình nghe nó có vẻ như là nó lọt vào lỗ tai người ta hơn một chút xíu à, tất cả những ngày không phải là bạn giết vợ mà là mình đang học khi mình học người ta chỉ cho mình như vậy đó lần sau mình viết mình để ý có thể là lần sau mình vẫn make cái mistake đó rồi mình tiếp tục mình được sửa tiếp và mỗi lần mình bị người ta sửa lại cho mình như vậy á mình mới thấy là ô lần sau tôi để ý hơn những cái kiểu này như vậy như vậy như vậy đó giống như con nít đó bạn nó cứ lấy tay phải không nó móc lên mũi nó rồi nó bỏ xuống miệng của nó phải không bạn đánh vào tay nó ừ, dơ dơ con dơ ừ. đập nó thêm một cái nữa lần sau nó lại móc tiếp mình đập cho nó thêm một cái nữa cái lần sau cái nó thấy mình dơ tay thôi là nó đã bỏ tay nó xuống rồi <laughs> ai mà có con nít thì đều biết cái điều này đúng không mình chỉ cần dơ cái tay này lên cái nó bỏ tay nó xuống liền nó không móc <laughs> mũi nó nữa right À, thì y chang là như vậy. Y <laughs> chang là bạn làm cái này thôi, người ta cứ chỉ cho bạn hoài, từ từ, từ 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 bạn sẽ không có bị mắc lại cái lỗi đó nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì biết không? Cái người mà người ta nhắc bạn hoài người ta cũng mệt. Ok. Khi mà họ nhắc họ bạn hoài cùng một thứ mà bạn cứ làm sai hoài đó, hồi người ta bực mình lên, người ta kêu À, người ta người ta bực mình có thể là người ta quát bạn cho nên là bước kế tiếp mà để tránh cái vụ đó xảy ra đó chính là gì đó là chúng ta dùng những cái người nào có tâm có quyết nghe lại và bắt đầu à, dùng gọi là cái chế độ bò nhai cỏ ở trong đây chúng ta có bò nhai cỏ đó là có thể là bạn happy hoặc bạn gà mờ hay là bạn keep patience à, những người này là bò nhai cỏ sẽ nhai lại nhả ra cho các bạn nghe thì từ từ rồi um, mọi người đều tránh được cái vụ mà bực mình, ok. <laughs> Chứ một mình tôi mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại mà bạn làm sai hoài hồi tôi bực mình thế là tôi cũng hét uh, hét bạn ok. <cười> <cười> cho nên là mình phải nha, uh, yeah, cho nên là mình phải uh, phải cho cho vài người lên nhai đi nhai lại cho các bạn nghe như vậy. Ok. Um, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu kế tiếp nè Post lại cái đoạn văn đi Ôi mà hôm nay khuya quá rồi Mọi người ngày mai không đi làm hay sao mà Thức đến cái giờ này Gần 1 giờ rồi đó um, Để coi đến uh, we, we can say Okay. Rồi, bạn coi cái câu kế tiếp nha. We can say we are living and working with our boss and our co-worker. Rồi, bạn sửa cái câu này lại ha. <laughs> thức cùng tớ, tớ đâu có thức đâu, tớ mới ngủ dậy mà tớ thức hồi nào đâu mà nói như thế. <laughs> Ừm. We can say we are living and working with our boss and our coworker. Hey, ý bạn này nói là gì? Chúng ta có thể nói là chúng ta sống và làm việc cùng với chủ nhân và những người đồng nghiệp của chúng ta. Nói chung là cái người này vẫn đang cho các bạn thấy được điều gì? Đố các bạn tại sao những cái người này viết ra cái câu này? Điều gì mà bạn này muốn nói với các bạn? Chả nhờ đoán đi Tại sao lại không đoán Đúng, cái điều mà cái bạn này muốn nói đấy là Ôi rồi ôi bạn Lúc nào chúng ta cũng phải ở công sở cả Đấy Đây là cái điều mà bạn này muốn focus Đấy Tại sao bạn này bạn muốn focus cái điều này Bạn muốn nói là cái tầm quan trọng là Bạn cần phải get along with your boss Bởi vì suốt ngày bạn sẽ gặp phải gặp mặt ông ta Đấy Lúc nào cũng gặp mặt ông ta cả Đấy đúng rồi rồi vậy giờ, bây giờ mọi người sửa cái câu đấy đi thôi không có tán gấu nữa sửa đi nào một hai ba we often work together with our boss nếu mà ett sửa như thế thì bỏ mất cái ý nghĩa của người ta rồi người ta muốn nhấn mạnh mà lại chúng ta lại thông thường cái câu này nó quá thường đi we can say that we are living and working with our boss And coworker. vẫn sai bạn ạ công ty của bạn có hai người thôi à có bạn và co-worker và ông boss thôi à khi chúng ta nói về thông thường thì chúng ta không nên nói vào những cái tình huống đặc biệt như thế nhá trừ khi bạn làm oxy thì có lẽ nhà chỉ có 3 người à, một bà già một đứa con nít và bạn đấy con nít là cô worker của bạn bởi vì nó chơi với bạn bà già là boss của bạn nhé yeah. we can say we live and work with our boss and our coworkers okay we can say we live and work Um, trong đây ấy, thì uh, mình không có dùng thì present được. cả mình thấy là cái bạn này viết um, present continuous ấy, thì nó đúng hơn trong cái cái cấu trúc câu này nhé. Yeah. em thấy thừa mỗi từ hour thôi và thiếu chữ s nữa co coworkers khi bạn nói in general bạn sẽ nói như thế nhé. we can say That, bạn có thể nói như thế nhé. We can say that we are living and working with our boss and our coworkers. Nhưng mà nó phải thêm một cái gì nữa để cho cái câu nó nghe nó hoàn chỉnh một tí xíu. It can say, mình không có nói it can say và it can say it ở đây là gì? <laughs> không nói it can say ha? có thể là it means thì được nhưng mà it can say thì không được à, cái chữ OK, rồi nghe lại chưa? Tự in cái uh, cái power talk. nó bị disconnect xong nó nối lại liền. OK, um, cái um, cái cái câu mà mình nói we always, we always living and working with our boss and our coworkers every day nó mang một cái nghĩa là giống như là đây là một cái điều mà chúng ta phải làm đấy. OK, khi bạn viết continuous mà bạn có cái chữ always như thế này. Uh, có nghĩa là một cái điều gì đấy Bạn không có hài lòng lắm nhé uh, Khi bạn viết như thế Để bạn nói ra một cái điều là Ồ oh, cái điều này là cái điều chúng ta phải làm đấy On the other hand we are working Nếu mà bạn viết on the other hand <laughs> Thì nó phải show ra cái contrast bạn ạ Ở trong đây người ta đâu có nói cái gì contrast Ở trong đây tự nhiên on the other hand Bạn lãng quá nhé bạn, bạn vịt It means we almost spend our time with our boss and co-workers. It means we almost spend we almost spend home. Nhé nhé. It means we spend most of our time with boss with our with uh with our boss and co-workers. Our, bạn phải our trong đấy. We can say we are living and working with our boss and co-workers day by day. Okay. Day by day Nó hơi kỳ kỳ ấy. <laughs> I spend a lot of time for living and working. I have bạn. À, cái người này đang nói we mà bạn. À, từ xuyên suốt nguyên những cái câu mình đã sửa rồi ấy. Nó đều là we hết bạn. Bạn đừng có Um, bạn đừng có thành cái chữ I trong này nhé I spend, we spend a lot of time for living and working <laughs> mình không có <còn> living <laughs> mình chỉ working với boss với co-worker thôi Chứ mình không có living với họ nhé khi nào bạn muốn living với họ đấy uh, nhưng mà cái câu của cái người original họ nói như thế thật ra cũng có living đấy tại vì mình spend time nhiều quá như thế nhiều khi mình cũng uh, đi ăn đi uống chung với nhau rồi uống cà phê tán gẫu nói chuyện thể thao rồi uh, đi tắm đi restroom rồi đi đủ thứ ở trong đấy cả không biết là bên việt nam họ có làm như thế không nhưng mà bên này ấy, thì công ty lớn ấy là họ có luôn cả cái phòng tập thể thao này nhà tắm này restroom này uh, họ có như thế cho nên là khi người ta người ta thư giãn người ta cũng ở trong đấy người ta làm đủ mọi thứ hết cả làm xong về với vợ luôn à ừ. ở bên này nó, nó khác lắm à, nó có một cái phòng locker nó gọi là locker room đấy à, cho bên đàn ông bên đàn bà à, phòng gym à, uh, worker làm việc với nhau vậy chứ mà đến lúc mà đi tập thể dục ra một cái xong rồi đi tắm thì chúng nó ở chuồng đúng nó chạy lông nhông ở trong đấy, y uh, chang là đi y <laughs> chang là như là ở ở ngoài nhé, uh, yeah, uh, giống như là đi tập thể dục ở ngoài như thế đấy uh, người mỹ người ta chả có người ta chả có ngại ngùng người ta có một cái gọi là uh, locker etiquette, ok Locker room etiquette. Bạn đừng có nói là dình, bởi vì ai cũng giống ai cả. Dình làm cái gì nhiều khi bạn trừ trừ khi nào mà uh, bạn mặc đồ rồi bạn vào đấy bạn dình người ta tắm ấy thì mới gọi là dình nhá. Vì <laughs> 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 uh, uh, hơi đâu mà mình phải dình như thế phải không ạ? Uh, nhưng mà ý xin là nói ở đây là cái người phương Tây ấy, người ta À, đi vòng vòng, không có nên để như thế mà chạy lông rong. Thế nhưng mà lâu lâu chúng ta vẫn thấy có người như thế chạy lông rong ở trong đấy. Mặc dù là đi làm cùng với nhau hết, à, chuyện là chuyện bình thường. Ok, um. rồi bây giờ chúng ta focus vào cái câu. Cái câu đấy thì cái bạn này bạn viết là We can say that Chúng ta ráng sửa cho bạn này Bởi vì bạn này hoàn toàn bạn không có Câu này không có sai về ý nghĩa nha bạn nhé Bạn ấy vẫn tiếp tục focus vào cái việc là chúng ta spend rất nhiều thời gian nhé, yeah? Spend rất nhiều thời gian ở nơi công sở Cho nên cái ý nghĩa về của cái câu này nó không sai. mình chỉ cần sửa lại một tí xíu cho cái câu này nó nghe cho nó hay hơn một tí xíu nhé yeah. rồi we can say we can say that okay we are living and working with our boss and our worker thì các bạn workers okay gì bởi vì câu trên mình đang nói gì đạt quá trời nhiều thời gian luôn Cái câu dưới mình nói là chúng ta có thể nói là chúng ta sống và làm việc với chủ của chúng ta và những người bạn đồng nghiệp của chúng ta cũng tần ấy tần ấy thời gian nhá ý của bạn này bạn nói như thế đấy chúng ta làm như thế và bây giờ chúng chúng ta có thể nói là bao nhiêu thời gian đấy chúng ta cũng như là sống và làm việc với họ rồi đấy ý bạn này nói như thế đúng cũng từng ấy thời gian hoặc cũng gần ấy thời gian đấy rồi đến uh, ồn quá đi mấy cái ông bà già này ngồi ở đâu mà đi đến đây mà ồn ào la hét om sòm cả lên rồi um. yeah mà... so, um, <coughs> we could say that we are living and working to the, together working with our boss and co-workers từng ấy thời gian được không? At the same time, at the same time không được. At the same time là cùng một lúc chứ không phải là cùng ngần ấy thời gian. <laughs> at the same time là làm cùng một lúc với nhau ấy. Rồi, mình sẽ cho các bạn có cái version nhé. Thay vì mình nói là we can say thì bây giờ mình đổi nó một tí xíu cho nó nghe văn vẻ hơn chút xíu. We can also look at it. Chúng ta cũng có thể nhìn nó như là We can also look at it as living and working with our boss and coworkers for that much time. Bởi vì cái câu trên là mình nói là cái thời gian. Câu thứ dưới mình nói là Ồ, oh, vậy thì chúng ta cũng có thể nói là chúng ta sống và làm việc với mọi người ở nơi công sở cũng tần, tần ấy thời gian, cũng bao nhiêu đó thời gian. Nhé. Yeah. Cái câu chuyện kế tiếp là cái ý của họ là muốn nói là y chang là chúng ta sống và làm việc với họ, Đấy chứ không đơn thuần là chỉ có làm việc không ý cái bạn này nói là như thế đấy à, vậy mai mốt um, vậy mai mốt các bạn nhớ các bạn Hay vì các bạn nói là we can say bạn có thể nói just look at it as okay look at It as có nghĩa là nhìn vào một vấn đề gì như là cái gì. Hello Danny. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái câu kế tiếp này. What thing will happen if we do not get along with them? Okay. What thing will happen if we do not get along with them? Các bạn có thấy cái câu này có gì sai không? Sai về mặt ngữ pháp không? Let's, let's talk about get off trước nhé. What thing will happen if we do not get along with them? Về mặt ngữ pháp, câu này có gì sai không ạ? Sai giả định. Hmm. Đúng rồi, sai về giả định. Khi chúng ta giả định, chúng ta không có nói là will, mà chúng ta nói what would happen. Chúng ta không nói là what thing will happen. Khi bạn giả định một điều gì đấy, thì bạn hay nói cái câu là what would happen. What would happen if. Ok. What would happen if. Điều gì sẽ xảy ra nếu. Khi chúng ta giả định thì điều này không có thật. Cho nên là người ta hay nói lùi về một thì ở trong quá khứ chúng ta nói là what would happen if if cái gì xảy ra nhé? Yeah. So chúng ta nói là what would happen if we did not get along with them, okay, good, okay câu đó là là câu chính xác đấy mình sửa nhé what would happen if we did not get along with them rồi Câu kế tiếp bạn ấy nói là như thế này. I think our life will be terrible. I think our life will be terrible. Câu này chúng ta có cần sửa cái gì không? I think Our lives would be terrible, okay? Uh, các bạn biết là nó có thể là bạn có thể nói là our life or our lives nó tùy thuộc vào cái uh, cái ý nghĩa của bạn là gì. Khi mà chúng ta nói thông thường cuộc sống của chúng ta đấy mà không có nói về cuộc sống của mỗi người thì chúng ta nói là our life, okay? Chúng ta chỉ nói về một cái general là our life còn khi chúng ta nói về cuộc sống của gà mờ cộng với cuộc sống của happy cộng với cả sống của danny cộng với cuộc sống của tài linh cộng với cuộc sống của miro thì lúc đấy nó thành là our lives Ok mà trong đây các bạn này bạn không có focus vào cuộc sống của ai cả bạn chỉ muốn nói là cuộc sống của chúng ta này in general của tất cả chúng ta tất cả chúng ta đều có có một cái cuộc sống chung với nhau. Thì lúc đấy nó gọi là our life. Okay. À, chỗ đó, đấy thì không cần sửa nhé. Our life, chúng ta không cần sửa. Would be terrible. Yeah, chúng ta sẽ dùng chữ would. Tại ở trên mình đã nói là would. Đúng không? What would happen? Thì mình sẽ nói là would be terrible. Our living and our life khác nhau như thế nào? Một cái là our living là nó nói về giống như là sống còn của mình ấy, còn life là cuộc sống của mình nhé, living nó về sống hay chết, còn life là dông không đợi sống là sung sướng như thế nào, khổ cực như thế nào, cơ cực như thế nào thì nó gọi là life, còn uh, sống còn để chết hay là gì đấy thì nó gọi là living. Ok. Thôi câu kế tiếp nhé, rồi mình sửa xong câu đấy rồi, mình, bây giờ mình sửa câu kế tiếp. Uh for me I always try to build good relationship in my work For me I always try to build good relationships in my work With thư, okay, thế thì bạn sửa cho cái người này đi Nếu bạn cảm thấy một điều gì nó hơi trướng tai gai mắt Bạn sửa cho bạn này Đối với tôi, tôi lúc nào cũng ráng Tạo nên một cái mối quan hệ tốt đẹp Trong công việc của tôi Khi mình dịch tiếng Việt ra mình nghe nó rất là thánh thoát đúng không ạ? Nhưng mà khi trong tiếng Anh ấy, nó lại khác in my work thì làm sao bạn có cái relationship in your work right bạn phải có cái relationship với những người ở trong công việc của bạn chứ bạn không lẽ bạn yêu uh, bạn yêu bạn ghét bạn hận rồi cái cái work của bạn nó cũng yêu cũng ghét cũng hận bạn được à okay um for me i always try to build a good relationship with them In my, in my work, okay. With them, them ở đây là ai? Chúng ta có mention về them chưa? Chúng ta có mention them là ai chưa? Chúng ta hoàn toàn không có, cho nên nếu mà chúng ta bring cái chữ them vào đây đấy, nó sẽ làm cho chúng ta bị trắng váng, không biết them ở đây là ai nhé. Yeah. Uh, with them, with people at work, how about that? Right? With my colleagues, right? for me, I always try to build a a good relationship with my colleagues. Okay. In general, chúng ta sẽ nói là một mối quan hệ nhé. Một, một mối thôi, chứ không nhiều mối. <laughs> Khi mình nói in general, mình chỉ nói là một mối quan hệ với tất cả mọi người. Nói chung là như thế đấy. Thì đối với mọi người chúng tôi, tôi có một mối quan hệ. Chứ không ai nói là tôi có nhiều mối quan hệ với tất cả mọi người. Nghe nó rất là gọi là rất là evil đúng không ạ? Ở trên thì chúng ta đã dùng colleagues thì chúng ta khi mà chúng ta dùng chữ colleagues ấy, chúng ta có thể là chúng ta đã loại cái ông boss của chúng ta ra ngoài rồi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ dùng chữ people nhé. Chúng ta sẽ dùng chữ people để chúng ta nói về Không cần biết người đấy là ai Miễn sao là người ở chỗ làm của chúng tôi Thì tôi đều có tạo ra một cái good relationship Yeah For me, I always try to build a good relationship with people at work Okay. Rồi, câu đó là tạm xong đấy Rồi Nếu như Sina, Sina sẽ bỏ cái chữ for me để cho câu văn nó hay hơn nhé xin là không có bỏ chữ for me vào trong đấy xin là sẽ nói là xin là đánh thẳng vào luôn xin là nói, I always try to build a good relationship with people at work Okay? không câu này không lạc đề bởi vì câu hỏi là gì câu hỏi là do you get along with your boss là cho nên là bạn này bạn đâu có lạc đề bạn đang nói là bạn muốn build cái re good relationship cho nên bạn sẽ get along chứ bạn không có Bạn muốn nói là giống như là bạn đang muốn nói là people in general boss có thể là có nhiều người boss chứ không phải là một người boss nhé yeah. um, thì câu này nó cũng không có lạc đề đâu. Nó vẫn nằm ở trên trên cái đề đấy. Nó chỉ không có focus vào cái ông boss thôi. Nhưng mà nó cũng về cái vấn đề là Vẫn đang focus vào là Ráng get along với lại con người Ở chỗ làm việc Nói chung là như thế Bởi vì nếu bạn đọc tiếp Bạn sẽ thấy uh, Người này lại quay lại về với ông boss Nhá. Giống như mình phải đưa Đưa ra những cái mối quan hệ như thế nào Mình phải làm tốt như thế nào Rồi cuối cùng người này lại đưa về quản ông boss Rồi um, Câu kế tiếp này I can share uh, no, no, no. It helped me feel happy at work. It helped me feel happy at work. nói một người sửa là it makes me feel happy at work. Ok, bạn nhớ là cái chữ makes và cái chữ helps. thật ra trong đây cái chữ help nó thiếu chữ s đấy. Uh, it helps me feel happy. Bạn biết makes và help nó khác nhau nhé bạn nhé. make khi một cái gì đấy bạn không có dự định và nó làm cho bạn như thế. Và cái gì đấy nó help bạn có nghĩa là bạn đã dự định bạn muốn happy cho nên cái điều đấy nó giúp cho bạn trở thành happy còn khi bạn make thì bạn không có cái ý định muốn happy nhưng mà một điều gì đấy nó làm cho bạn happy ví dụ bạn đang ngồi bâng quơ một điều gì đấy nó make you happy là nó đem đến cho bạn một cái hạnh phúc bất chợt nhưng khi bạn nói là mỗi khi tôi buồn tôi nghe nhạc nó sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc thì bởi vì bạn buồn cho nên bạn muốn happy cho nên bạn tìm đến nhạc đấy chính là cái sự khác biệt của cách dùng từ ok cho nên là khi người ta dùng chữ help cái chủ ý của người ta là gì lúc nào cũng tinh positive lúc nào cũng muốn hòa đồng với mọi người xung quanh lúc nào cũng muốn có một cái mối quan hệ tốt với người xung quanh cái điều này sẽ làm cho họ cảm thấy sung sướng hạnh phúc bởi vì họ muốn được hạnh phúc Ok. Vậy câu này chúng ta sẽ xử là it helps me feel happy at work. Ok. Rồi câu kế tiếp là I absolutely work better in that this situation. <laughs> câu này dài dòng nhiều khe quá nhỉ. I absolutely work better in that this situation. Câu này đại loại là nó nghĩa là như thế này. Tất nhiên là tôi sẽ làm việc tốt hơn nếu như mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Câu này là người là cái bạn này bạn muốn nói như thế đấy. That situation có nghĩa là làm cho tôi happy at work đấy. I would work better in that situation. Okay. I absolutely work better in that situation. Rồi. Bạn có thấy là trong đây khi bạn này dùng cái từ situation nghe nó nặng nề quá không situation người ta nói về tình huống này tình huống kia đấy right. nghe nó rất là nặng nề mà mình cũng chưa có đưa ra được một cái tình huống nào trước đây cả Tại sao chúng ta lại dùng cái chữ uh, situation này ở trong này cho nên ở trong đây sẽ là thấy là cái chữ situation nó không được dùng appropriate Ok bạn có thể nhấn mạnh thêm một lần nữa là tất nhiên là tôi sẽ làm việc tốt hơn nếu như tôi cảm thấy hạnh phúc bạn có thể nói như thế khi bạn chuyển sang một câu mới còn bạn không muốn dùng lại chữ happy nữa thì bạn có thể dùng một chữ khác thế cho cái từ happy In this environment, it makes me work better. Mình không nói về cái environment nha bạn nhé. Cái bạn này bạn đang nói là it helps me make it helps me feel happy at work. Mình đang nói về cái mà mà mình đang nói về là cái điều này làm cho cái bạn này cảm thấy happy và bạn nói là khi bạn này happy ấy, thì bạn làm việc tốt hơn. Đấy, helps. Helps it. It helps me make it helps me feel happy at work. Okay. I absolutely work better when when I'm in a good mood. Okay. I absolutely work better when I'm happy. Uh, I'm absolutely work better when I am <laughs> uh, when I feel comfortable. I absolutely work better when I am at ease. Hả? Bạn có thể viết tất cả những thứ như thế nhé. <laughs> xin là thì, Xin là muốn lặp lại cái chữ happy trong này để xin là muốn uh, nhấn mạnh cái sự quan trọng như thế nào khi cái bạn này bạn cảm thấy happy thì xin là chỉ cần viết đơn giản là xin là nói là I absolutely work better when I'm happy ok câu trước thì mình nói happy câu thứ hai mình lặp lại thêm chữ happy một lần nữa và tác dụng lần này để mình muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của feeling happy at work nó quan trọng như thế nào nó sẽ làm cho chúng ta làm việc tốt hơn rồi đấy là một cách sửa đơn giản Bây giờ nếu như CN thì CN sẽ không viết là I absolutely work better. CN sẽ dùng một cái từ khác thay cho cái từ này nghe nó more professional. Bây giờ bạn nào có thể thay cái chữ mà work better cho cho CN bằng cách viết làm sao nghe cho nó dùng chữ nó hay hơn không? Có ai có thể viết được không? Nếu không được thì CN có thể bật mí cho các bạn. Thay vì bạn nói là I absolutely work better. Bây giờ thay cái chữ Uh, work better. Surely my performance improved significantly in such a happy mood. Okay. À, chúng ta giờ ha. In such a, Nhưng mà khi chúng ta nói là in such a happy mood thì mình phải nói về cái mood đã trước nhé. Yeah? Rồi mình mới nói in such a happy mood được. Okay. bài sửa của xin là xin là vẫn stick với lại cái câu của cái bạn ấy nhưng mà bây giờ cái này gọi là chuyện ngoài lề chúng ta thử làm sao để chúng ta đổi cái câu này cho nó hay hơn một tí xíu nào thay vì dùng cái chữ work better bạn có nghĩ được cái từ nào để chúng ta nói là work better mà không có dùng cái chữ work better không giống như bạn này nói là performance improves okay significantly do better Okay. I absolutely do better. Okay. Thì chữ do better nó sẽ còn tệ hơn chữ work better. Mình phải change for the better. Mình không có change for the worse okay? Khi mình thay đổi thì mình, đổi mình phải thay đổi cho nó hay hơn chứ mình không thay đổi cho nó dở hơn. Okay. Thay vì nói chữ work better. More effective. Okay. Yeah, rất là gần với ráng tìm thêm một từ nữa đi. <laughs> khả năng làm việc của mình tốt hơn trong tiếng mỹ nó có cái từ gì từ này ai cũng biết cả nhưng mà không biết dùng thôi từ sản phẩm gọi là gì bạn sản phẩm product ok biến nó thành một adjective cho xin nào thử coi adjective productive there you go that is the word okay i am more productive when i'm happy okay i am more productive it means that you work better okay okay more productive thay vì mình chữ work better bây okay cái vocab của mình nó higher nó hay hơn thì mình sẽ dùng productive Get it? Ok. Biết mà không biết sử dụng. Thì bây giờ biết rồi đấy này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu kế tiếp nhé. Sometimes I may get difficult in my work. Okay. Sometimes I may get difficult In my work. Câu này các bạn nghĩ là nó sai không? Mình ấy thì mình thấy nó sai. Mình thấy nó hơi kỳ cục đấy. <laughs> thì bây giờ bạn nghĩ rồi bạn hiểu đi. Không hiểu à? Thì tớ dịch cho cái bạn này bạn muốn nói là Đôi khi tôi thấy khó khăn trong công việc. Đấy bạn thấy bạn nói như thế đấy bản dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh đấy mà đôi khi tôi thấy khó khăn trong công việc đôi khi tôi gặp khó khăn khó khăn trong công việc I may get difficulty in my work. Okay. Sometimes I may get difficulty Yeah, get thì phải có một cái gì đấy uh, Phải không? Ai mà, I get Tôi, tôi lấy cái gì thì phải có như thế Nhưng mà có một cái câu này nữa nha bạn nhé Bạn có thể sử dụng một cái adjective mà không cần phải sử dụng một cái uh, uh, Nào, bạn nói là It gets difficult Okay. It gets difficult. Thôi, có bạn này là bạn bạn dùng cái chữ này rất hay. Đấy là chữ encounter. Okay. Sometimes I encounter. Encounter what? dùng chữ hay quá nhưng mà lại không bị thiếu encounter cái gì. Difficulty. Okay. Difficulties. Right. Sometimes I encounter difficulties. Okay. Sometimes I have some problems in my work. Sometimes I have difficulties in my work. Sometimes I may get into trouble <laughs> in my work, okay? so see là sẽ sửa lại cái chữ in my work thành chữ at work, okay? Um xin, uh, có thể nói là sometime I have or I had OK, bởi vì cái câu này là cái câu mà mình có thể sử dụng trong past tense được nhé bạn nhé. Uh, bởi vì nó nói là sometimes, thì đây là dựa trên cái kinh nghiệm của hắn. thì trong cái kinh nghiệm của hắn ấy, thì hắn phải là điều đã xảy ra rồi. Yeah. Sometimes I had difficulties at work. OK, có nghĩa là ở cái chỗ công việc ấy mình sẽ có những khó khăn thì khó khăn về đủ thứ đúng không dealing với lại người này dealing với lại người kia nhé yeah? difficulties mình có thể biến nó thành số nhiều khi bạn nói cái gì mà in general không có đi xoáy vào cái difficulty là gì ấy. <laughs> người ta tend to use uh, in plural form ok rồi xin là thêm mắm thêm muối vào cho cái bạn này là một cái câu là sometimes I had a bad hair day. A bad hair day là một cái ngày mà mọi sự không suôn sẻ như suôn sẻ theo ý của bạn. Người ta gọi là, a bad hair day. Okay, sometimes I had a bad hair day or difficulties at work. Xin là chị, xin là bỏ thêm một cái câu đấy. Đúng rồi, a bad hair day nó là một uh, nó là một idiom ấy, nó là một cách cách nói của người ta nó có nghĩa là những điều mà không suôn sẻ cái ngày mà mọi thứ nó đều đi ngược với những gì mình muốn nó gọi là a bad hair day ok um, rồi I can share that with my boss and he will help me solve the problems these problems <laughs> <clears> the <throat> city, I can share that with my boss, and he will help me solve these problems. Rồi bạn bỏ cái chữ Có bỏ cái chữ gì không hay là bạn chỉ viết lại thôi <laughs> You remember mình, mình dùng cái gì I had đúng không I had Thì bây giờ mình phải nói là I Hồi nãy mình nói là I had difficulties, thì bây giờ mình phải nói là gì? Mình phải nói là I could. Đúng rồi, nãy mình nói I had thì bây giờ mình phải nói là I could. I could share that with my boss. rồi something wrong với lại cái chỗ mà dùng là and đúng không something wrong I could share tôi tôi có thể chia sẻ với boss của tôi tiếng việt sẽ là gì để ông ta hay là bà ta có thể giúp tôi đúng không tiếng việt sẽ nói là chia sẻ để chứ không ai nói chia sẻ và khi mình chia sẻ thì cái người đó để cái người đấy làm gì cho mình chứ right chứ tại sao chia sẻ xong lại lại và được I would mình sẽ nói là I would talk cái okay? nếu mà English muốn viết như thế I would talk to my boss and asked for his help okay to deal. Ở trong đây không có Uh Ask for his help to deal with these problems. All these uh, difficulties, okay? I could always share them. I could always share them. Them are the difficulties ấy, hoặc là những điều mà mình có a bad hair đấy. bạn nhớ là khi mà mình có hai thứ thì cái mà pronoun cho lúc nào cũng thay thế cho cái mà thứ hai hết ví dụ như bad hair day or difficulties thì cái cái pronoun cái tiếp mình dùng ấy nó sẽ thay cho cái thứ hai trong trường hợp này nó thay cho chữ difficulties okay. I could always share them them ở đây là difficulties with my boss okay có thể dùng là so hoặc là to see. Xin là dùng là to see để xem if he could help me solve the problem. Okay? help me solve the problem. Uh, problems không có s nha bạn nhé. Khi bạn nói như vậy, bạn không có nói là không có s. solve the problem. What is the problem? The problem is all the difficulties that I have. Okay. Um. Rồi câu kế tiếp của bạn viết là gì? In an organization, every people need to work in a team in team and help together in work. À, cái vấn cái vấn đề mà cái bạn này đấy là bạn bạn translate từ suy nghĩ của tiếng Việt Nam qua tiếng Anh cho nên là bạn ấy còn vấp phải những cái cách à, hành hành văn ấy, nhé à, bạn ấy nói như thế này trong một tổ chức à, tất cả mọi người cần phải làm việc với nhau trong một trong đội và giúp đỡ nhau trong công việc Đấy, bạn nói như thế đấy a team ok mình sẽ sửa lại thành a team còn cái gì khác nữa không in an organization mình có nói về cái organization nào không hay mình có bàn không khi mình nói một cái gì mà nó mang tính chất uh, tổng quát đấy, thì mình sẽ dùng chữ any. Mình không có dùng chữ and. In any organization, trong bất cứ một tổ chức nào, tại vì bây giờ mình muốn đưa ra một cái kết luận đúng không? Mình muốn đưa ra một cái uh, nhận định của mình, thì mình muốn nói chung chung cho tất cả bất cứ một tổ chức nào chứ không cứ gì. Tổ chức này hay tổ chức kia In Any Organization Right Rồi every people Đã every rồi mà lại sao people Mỗi dân tộc à Trừ khi bạn nói là mỗi dân tộc Mình thì mình nghĩ là bạn Nói là tất cả mọi người Bạn dùng cái chữ every để bạn dịch ra cái chữ tất cả này Xong rồi Chữ people là mọi người này Chúng ta bỏ đi cái chữ every Chúng ta giữ lại cái chữ people Ok Hoặc là chúng ta có thể dùng là everyone Instead of saying every people Ok Everyone should work as a team And help together at work Khi mà everyone mà help Thì sẽ help one another nha bạn nhé Mình không có help together But help one another help one another nó khác với lại help each other ở chỗ này help one another có nghĩa là thằng a help thằng b help thằng c thằng c help thằng b help thằng e thằng thằng b help thằng A help thằng c đấy help mà help giữa nhau tương tác với tất cả mọi người với nhau trong một nhóm thì gọi là help one another còn help chỉ có hai người help qua help lại thôi thì là help each other nếu có hai cái team OK, hai team team A team B, mọi người trong team A giúp mọi người trong team B, mọi người trong team B giúp mọi người trong team A, thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng là help each other. OK, each other là có hai cái help qua help lại, help one another là nó tương tác nhiều hơn hai, thì nó là help one another. Yeah. Vậy thì câu đấy chúng ta sẽ nói là Everyone should work as a team and help one another at work. Okay. Câu sử của tớ là In any organization, people need to have... Oh, tớ sửa cho nó hơi một chút xíu. Um, hơi một chút xíu là cho nó rõ cái nghĩa ra đấy mà. Yeah. Đây là cái kiểu nói của người nước ngoài nha bạn nhé. Uh, in any organizi, uh, organization, people need to have a sense of, to have a sense of, okay? Có một cái khái niệm, có một cái uh, nhận thức về một cái gì đấy là have a sense of, okay? People need to have a sense of working together as a team. trong bất kỳ một tổ chức nào mọi người thì nên có một cái khái niệm về làm việc chung với nhau như là một đội. helping one another to get the work done giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc. Rồi, cái câu cuối cùng nữa là that is reason we need to get along together. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta cần phải hòa hòa hợp với nhau. That is that is reason we need to get along together. Bạn đã thấy câu này bị sai chỗ nào không ạ? Câu sửa là That is the reason why we need to get along together. Rồi, right. bạn lưu tiêu bị mắc một cái lỗi đấy là bạn lập lại. Đã reason rồi mà lại còn có why. Nhá. Yeah. Reason rồi thì nó sẽ không có why. Nó gọi là redundancy. Redundancy có nghĩa là mình lập lại những điều đã nói. Dư thừa đấy. Trong văn nói người ta hay bị mắc cái lỗi đấy nhé Khi người ta nói người ta hay nói là That is the reason why I like you uh, I do this is because right? That is the reason That is the reason we need To get That is the reason we need to get along with one another. With. Get along with. Okay. Okay. Right. It's always been an interesting question to me when someone asks. Do you get along with your boss? I like to talk about environment working environment. We normally spend roughly from eight to twelve hours a day at work. So it means a third of our life is dedicated to earning a living. We can also look at it as living and working with our boss and our coworkers for that much time. What would happen if we did not get along with them? Thay I, mình I think, I imagine, nghe nó mạnh hơn I imagine that our life would be terrible. I always try to build a good relationship with people at work. It helps me feel happy at work. I absolutely work better when I'm happy. Sometimes I had a bad hair day or difficulties at work. I could always share them with my boss to see if he could help me solve the problem. In any organization, people need to have a sense of working together as a team, helping one another to get the work done. That is the reason. We need to get along with one another. Okay. Thì uh, bạn thấy là khi chúng ta sửa từ cái đầu, từ cái cái câu văn original và chúng ta sửa câu thứ hai, cái sự khác biệt đấy chính là gì? Cái dòng tư tưởng nó chảy, đúng không? Nó chảy từ ý này qua ý kia và tất cả các ý này nó đều liên quan đến nhau để cuối cùng nó đi đến một kết luận là tất cả mọi người cần phải hòa hợp với nhau. Vậy thì cái answer này nó trả lời cho cái câu hỏi do you get along with your boss. Câu trả lời là yes i do. Khi bạn đọc hết cái câu này, hết cái bài này là bạn thấy câu trả lời là yes i do. Right? Bởi vì người này đồng ý với cái đấy, người này nói là that is the reason we need to get along with one another. Nhưng nhưng mà họ đã dùng một cái cách viết để họ nói lên cái cái opinion của người ta ok rồi đây là một cái cái bài để chừng nào mà happy có giờ thì cứ nhai đi nhai lại mở ra cho những cái người nào mới chưa có được nghe chưa được viết như thế cái là mình viết đi viết lại một hồi nữa từ từ rồi mình mình lôi những cái cấu trúc câu ở trong đấy ra rồi mình có thể tập đi tập lại để mình viết thành những cái câu mới mang nghĩa mới cũng cùng một structure nhưng mà mang một nghĩa mới nhé à, như thế là đủ rồi. còn bây giờ thì chắc là thôi đi, đi ngủ đi chứ gì trễ quá rồi còn gì nữa mà giờ này là mắt gà hết rồi phải không <laughs> rồi có có ai có câu hỏi gì nữa không trước khi chúng ta đi ngủ you welcome Hết, hết câu hỏi rồi phải không? Không có gì câu hỏi về trong này à To me và for me cái nào đúng ạ? À? Ồ cái này hôm qua mình có giải thích cho cái bạn nào rồi đấy To là nó đi từ một điểm này cho đến một điểm kia For là nó represent Ok Can you do this for me? Bạn có thể làm cho tôi cái này không? Là cái người đấy represent bạn Họ đại diện cho bạn Họ làm cái đấy cho bạn Why are you doing this to me? Tại sao bạn lại hại tôi như thế? Why are you doing this to me? I didn't ask you. Tôi chẳng bao giờ tôi hỏi bạn yêu cầu bạn làm cái điều này. Tại sao bạn lại làm đối với tôi như thế? I didn't ask you to do this. Why are you doing this to me? Okay, I never hurt you. I never say something bad to you. Why are you doing this to me? tôi chẳng bao giờ tôi chửi bạn tôi chẳng bao giờ tôi làm điều gì xấu với bạn tại sao bạn lại làm điều này đối với tôi nhớ yeah. I always try to build a good relationship with people at work. It helps me feel happy at work. chỗ này lập lại at work có hồi nãy tớ nói rồi đấy bạn không nghe à uh, khi uh, tớ sửa cho cái bạn này tớ stick với cái bạn này thôi còn nếu mà khi mình muốn làm cho nó hay hơn ấy thì mình có thể sửa cho nó để nó uh, nghe cho nó đừng có bị lặp đi lặp lại. Bạn nhớ là bạn phải giữ cái ý của người ta nhé. Cái bạn này bạn nói là không phải là mix bạn ấy happy không đâu mà make bạn ấy happy ở nơi công sở, tại bạn ấy đang nói bàn cái chuyện là có hòa có có gọi là hòa hợp với lại ông boss hay không đấy mà. Chứ còn make happy thì happy ở nhà cũng được đúng không? Bạn này muốn nói là happy ở nơi chỗ làm đấy. For me getting along with. Ví dụ cái gì thế bạn Miro? Miro muốn cho ví dụ gì? For me, to me, ở à, đầu câu Oh, for me và to me ở đầu câu à Một điều gì đấy đối với tôi Ok, thì gọi là to me It sounds very interesting to me Ok And then, for me Có nghĩa là về phần tôi Chứ không phải là đối với tôi nữa For me có nghĩa là về phần tôi Với những suy nghĩ của tôi Về phần tôi và không có ai viết for me ở trong cái câu văn cả Cho nên nãy xin là vất cái câu đấy đi rồi ừ. bạn có thấy không? Đó là một cái gọi là very bad habit okay? Đừng bao giờ start một cái sạn with for me Đây chỉ là những cái câu nói mà đa số xin là thấy là Người ESL ấy, người ta hay dùng cái cụm từ for me lắm Nhất là khi họ nói, for me, I like this, I like that. Okay. Đặc biệt là văn nói người ta sử dụng, chứ còn văn viết thì đừng nên sử dụng, bỏ nó đi nhé. Và không start đầu câu với lại những cái câu như thế. Không có start một cái câu là to me, về for me, rồi phải. Đừng bao giờ start những cái câu như thế. <laughs> OK, no more, that's it. OK, no problem. Rồi thôi, uh, mình uh, xin trao trả cái mai lại cho bạn nào mà vẫn còn muốn hóng hết nhé.